Xin chào các bạn, đây là mic thu âm của hãng GoJet, một cái mic thu âm không dây được các reviewer nổi tiếng đánh giá rất cao. Và hôm nay mời các bạn cùng mình xem trải nghiệm cái mic GoJet này, xem chất lượng của nó như thế nào nha. Bên trong hộp của GoJet thì gồm các phụ kiện như sau. Đây là cáp sạc USB-C, một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là thẻ bảo hành. Với tỷ chọn khoảng 600 ngàn thì mình sẽ có hai cái bộ phận như thế này. Đó là một cái thiết bị sẽ lắp vào trong điện thoại. Đây là cổng Lightning dành cho điện thoại iPhone. Đương nhiên nó sẽ có tùy chọn là cổng Type-C dành cho điện thoại Android. Và đây là cái bộ phận dùng để kẹp lên trên cái cổ áo và ghi âm. Khi mua hàng thì mình có nhiều cái tùy chọn. Ví dụ là các bạn chọn một mic hay là hai mic, hoặc là một mic kèm theo hộp sạc, hoặc là hai mic kèm hộp sạc. Đương nhiên thì cái giá nó sẽ khác nhau. Đường link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả video và ghi ở phần bình luận, các bạn click vào tham khảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết từng cái bộ phận của cái mic thu âm này. Đầu tiên đó là cái bộ phận này thì mình sẽ lắp vào trong điện thoại nè. Đèn xanh nó sẽ chớp nháy như thế này thì báo hiệu cho thiết bị nó sẵn sàng kết nối. Bên hông cái bộ phận này nó còn có một cái cổng sạc, không phải là dùng để sạc pin cho cái thiết bị này đâu, mà là sạc pin cho cái điện thoại trong trường hợp là ví dụ mình đang livestream mà điện thoại mình hết pin thì mình có thể dùng cái cổng sạc Type-C để sạc vào cho cái điện thoại và tiếp tục sử dụng. Bộ phận chính của cái mic này đó là cái bộ phận sẽ dùng để kẹp lên cổ áo nè, nó có cái bộ phận gài ở đây. Bên hông là cổng sạc USB-C, nhưng mà lưu ý cổng sạc này không phải là cổng sạc nhanh đâu, thậm chí nhà sản xuất còn khuyến cáo chúng ta chỉ nên sạc bằng cổng sạc thường 5V 1A. Còn nếu mà sạc bằng cái cổng sạc dòng cao thì nó có khả năng là hư thiết bị và nhà sản xuất sẽ không bảo hành trong trường hợp này nha. Phía trên là cái vị trí dùng để thu âm nè. Bên hông nó là hai phím chức năng thì dùng để điều khiển bốn cái chức năng chính trên cái GoJet này. Bây giờ mình sẽ demo luôn các tính năng trên cái mic thu âm GoJet này nha. Bên bộ phận này thì đèn vẫn báo chớp sáng sẵn sàng kết nối. Mình sẽ bật nguồn lên. Khi mà bật nguồn lên thì đèn luôn sáng, báo hiệu là tình trạng kết nối thành công nè. Chức năng thứ hai đó là chống ồn. Để bật tính năng chống ồn thì mình sẽ gạt cái phím này xuống dưới thì đèn tính năng chống ồn sẽ bật lên. Thứ ba là tính năng tiếng vang. Thì để bật tính năng tiếng vang thì mình sẽ bấm vào phím nguồn một cái thì sẽ bật tính năng tiếng vang, và để tắt thì mình sẽ bấm vào một cái. Còn tính năng cuối cùng đó là tắt mic thì mình sẽ bấm vào phím nguồn hai cái là sẽ tắt mic, không thu âm nữa. Và để trở lại trạng thái bình thường thì mình sẽ bấm vào phím nguồn hai cái và gạt lên để tắt chống ồn, và bấm phím nguồn để tắt mic. Về cách sử dụng thì mình thấy cái mic thu âm này sử dụng khá là đơn giản. Tuy nhiên đối với một số dòng điện thoại Android thì mình cần phải vào bật kết nối OTG trước khi khởi động mic, và nó có hướng dẫn rất là cụ thể trong cái sách hướng dẫn nha. Với nhu cầu của mình thì mình không cần mua cái tùy chọn có hộp sạc, bởi vì theo công bố của nhà sản xuất, một cái mic như thế này sau một lần sạc thì có thể sử dụng lên đến 9 giờ, nó quá cao so với nhu cầu của mình. Bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm xem cái chất lượng của cái mic thu âm này nó như thế nào nha. Âm thanh ở đoạn video này là mình thu trực tiếp từ cái mic của GoJet, và mình đang đứng cách cái máy quay khoảng chừng 5m. Mình chỉ mới bật tính năng ghi âm bình thường thôi, mình chưa có bật chống ồn nha. Và một điều lưu ý là trong cái môi trường yên tĩnh thì mình chỉ nên bật tính năng thu âm bình thường thôi, mình không nên bật chống ồn, bởi vì khi mà mình bật chống ồn thì nó sẽ không tự nhiên và nó sẽ không hay. Còn trong cái môi trường mà ồn ào á thì mình bật tính năng chống ồn lên thì nó sẽ phát huy được cái hiệu quả của nó. Các bạn thấy chất lượng âm thanh như thế nào? Các bạn nghe và đánh giá giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ bật tính năng chống ồn lên để các bạn thấy được sự khác biệt của cái mic này khi mà bật tính năng chống ồn nha. Mình vừa bật tính năng chống ồn lên và môi trường xung quanh khá là ồn ào, chim kêu rồi xe chạy đủ thứ. Nhưng mà các bạn thấy chất lượng âm thanh như thế nào? Nó lột bỏ được hầu hết các âm tạp và nó tập trung vào âm thanh đang thu âm của cái người đeo mic nha. Các bạn thấy chất lượng âm thanh có ngon không? Tiếp theo mình sẽ test cái tính năng tiếng vang của cái mic thu âm GoJet này bằng cách là mình sẽ bấm phím nguồn một cái nha. Khi tính năng tiếng vang bật lên thì nó cho mình một cái âm thanh vui tai như thế này. Mình cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ sử dụng cái hiệu ứng âm thanh này trong trường hợp nào. Chắc có lẽ là nó sẽ phù hợp với một số bạn làm vlog. Với mình thì có cũng được và không có cũng được nha. Rồi để tắt tính năng tiếng vang thì mình sẽ bấm vào phím nguồn một cái. Và cuối cùng đó là tính năng tắt mic, mình sẽ bấm vào phím nguồn hai cái nha. Và mình lại bấm phím nguồn hai cái để tắt cái tính năng tắt mic. Khi các bạn bật
chức năng tắt mic á, thì nó sẽ tắt hoàn toàn âm thanh của cái đoạn video luôn nha, chứ không phải là nó sẽ tự động chuyển qua cái mic của điện thoại đâu, mà nó sẽ tắt hoàn toàn luôn. Tính năng này có thể sử dụng trong cái trường hợp ví dụ các bạn đang livestream mà nó có một cái đoạn âm thanh không hay, các bạn không muốn người nghe nghe được cái đoạn âm thanh đó, thì các bạn có thể vào tắt mic, sau đó các bạn bật lại nha. Đây là video chia sẻ của mình về cái mic thu âm GoJet Ultra với tầm giá khoảng 600.000 cho cái lựa chọn cơ bản, thì mình nghĩ đây là một cái micro phù hợp cho những người mới tập làm video hay là vlog. Đường link mua sản phẩm với giá ưu đãi thì mình sẽ để ở phần mô tả video nha, các bạn click vào xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau.